Và người thứ ba xin bước lên đây chúc mừng hai bước, đó là anh David Trân. Thí sinh mang số 4 đó là Lê Luyện. Xin quý vị cho anh Lê Luyện một tràng pháo tay và xin mời anh này bước lên trên. Và tràng pháo tay tiếp tục nữa đó là Tom Lê. Thí sinh mang số 6 là Võ Minh Dũng. Xin quý vị cho anh Võ Minh Dũng. Số 11 và Võ Minh Dũng. Và người kế tiếp, quý vị hãy cho một tràng pháo tay cho Diễm Phương. Xin quý vị cho Diễm Phương một tràng pháo tay. Người kế tiếp là Đặng Xuân Hoàng. Cũng như chúng ta đã nói ngay từ lúc đầu, nếu tất cả các thí sinh nào mà không được lọt vào vòng từ hạng nhất cho đến hạng năm thì năm sau chúng ta có được quyền thi lại một lần nữa. Và chương trình có qua một ngày sẽ tiếp tục 2-3 cho những kỳ thi tương lai. Và người kế tiếp xin vị hãy cho một tràng pháo tay cho thí sinh mang tên Lục Vĩnh Cương. Và thí sinh cuối cùng của giải văn nghệ của thành phố Sacramento O40 đó là anh Thanh Toàn. Xin quý vị cho anh Thanh Toàn bước một tràng pháo tay bước lên trên khán đài. Thưa quý vị, hiện diện trước mặt quý vị, xin quý vị một tràng pháo tay cho 10 thí sinh mang giải văn nghệ của chương trình O40 Karaoke tại thành phố Sacramento năm 2007. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn và thật nồng nhiệt cho những người anh em của chúng ta. Một tràng pháo tay cuối cùng cho 10 thí sinh đã vào giải đặc biệt của chương trình Karaoke O40 và chúng tôi thân ái xin tạm biệt những quý vị đã có tên vừa rồi và xin quý vị trở về chỗ ngồi an toàn và chúng tôi hy vọng rằng gặp lại quý vị trong chương trình của năm tới 2008. Thưa quý vị, chỉ còn lại trước mặt quý vị là khoảng năm có một người về vắng mặt, có thể là về sớm, đó là 6 thí sinh. Chúng tôi xin quý vị trân trọng được đọc tên thí sinh được đoạt giải đặc biệt, đó là giải can đảm nữa quý vị, đó là bác Phạm Quang Trung. Xin quý vị cho bác Phạm Quang Trung một người ở tuổi 70 và đã thi và đã được giải đặc biệt. Xin anh Ngô Tần trao cái giải đặc biệt này cho bác Phạm Trung. Vâng, bác Phạm Quang Trung đã ra về, chúng tôi sẽ cho GPS gửi tới nhà cho bác Trung. Chúng tôi cho bác Trung một tràng pháo tay, mặc dù bác đã về sớm. Và thưa quý vị, chúng tôi đáng lẽ có giải 1, giải 2, giải 3, giải 4, nhưng giải 5 nữa, và giải 5 đó là giải đặc biệt cho bác Phạm Quang Trung. Nhưng chúng tôi có 2 giải 4 vì 2 người đồng số điểm với nhau. Và giải này chúng tôi xin mời Phạm Lão và anh Hoàng Mỹ lên sân khấu để trao giải. Xin quý vị đoán ai là người đoạt giải 5 trong chương trình hôm nay, xin lỗi, giải 4. 2 người đã bằng điểm giải 4 trong chương trình tối hôm nay. Xin mời anh Phạm Lãm và Hoàng Quý bước lên trên. Quý vị có đoán được ai được giải 4 không ạ? Và tôi xin mời đài truyền hình quay phim cho thật kỹ cái giây phút hấp dẫn này. Xin quý vị một tràng pháo tay cho thí sinh đoạt giải 4 của chương trình là anh mang tên Cảnh Minh. Xin quý vị một tràng pháo tay cho anh Cảnh Minh. Và thưa quý vị, một người kế tiếp
kế tiếp nữa. Cùng số điểm với Cảnh Minh, quý vị đón là ai? Ba người là ai? Bốn người là ai? Người có giọng hát rất là trầm buồn qua nhạc phẩm Đà Lạt Hoàng Hôn, chị Ngọc Thúy. Xin quý vị cho anh Cảnh Minh và chị Ngọc Thúy một tràng pháo tay. Và xin mời anh Cảnh Minh và chị Ngọc Thúy trở về an toàn. Và trở về an toàn. Chúng mình một tràng pháo tay cho hai người bạn của chúng ta đã được giải bố trong chương trình tối hôm nay. Bây giờ chỉ còn có ba người thôi. Ba người của mình, quý vị có ai là người thẳng ba đây? Kính thưa quý vị, người thẳng ba là người dành cho lời chia tay. Người chủ đó hả? Rồi. Xin quý vị xin mời anh Toàn Capital Karaoke bước lên sân khấu để đòi giải ba cho một trong ba người anh em của chúng ta ở đây chưa biết là ai. Xin quý vị cho xin mời anh Toàn đại diện của Capital Karaoke. Và kính thưa quý vị, người đoạt giải ba hôm nay đó là Trái Tim Bên Này. Ca giải nhiều vậy nhất luôn đó. Dây bút này là dây bút hợp nhất. Thưa quý vị, còn một ông cụ và còn một chiếc phụ nữ rất là trẻ tuổi. Quý vị ở đây. Thưa quý vị, chúng tôi xin quý vị một tràng pháo tay cho thí sinh được trúng giải hai karaoke của U40 thành phố Sacramento. Thưa quý vị, chúng tôi xin mời quý vị một vị đại diện của tập đoàn và thưa quý vị, xin quý vị cho anh Cung, chị Cung đại diện tập đoàn Thảo Bắc Hoa Việt trao giải hai cho thí sinh. Xin quý vị tạm vui chút xíu để tạm ngừng vui để những nhà bảo trợ trao giải cho những thí sinh hôm nay một lần nữa để được chụp hình đây. Và lần đầu tiên anh Cung Hoa Việt trao giải cho thí sinh Phạm Tuyên giải hai. Xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay. Do ca sĩ Ken Donovan và Phi Thế Châu sẽ trao giải nhất này cho thí sinh Hoàng Yến ba nhạc phẩm. Không biết gì mà nhớ nhạc phẩm gì mà cũng là Hoàng Yến ba nhạc cuối. Để quý vị và bạn nghe đêm nay đoạn giải của chương trình karaoke Sacramento. Người đến từ thành phố